đây là nhà văn, nhà nghiên cứu Đoàn Văn Nôn. Xin cảm ơn. Trước hết, tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo. Và trước thềm năm mới, năm 2024, tôi xin được phép chúc lời chúc phúc quý vị khán thính giả được một năm an khang thịnh vượng. Cảm ơn nhà văn, nhà nghiên cứu Tôn Giáo đã gửi gắm lời chúc phúc đến quý vị khán thính giả của kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo. Để không làm mất thời gian của quý vị khán thính giả, không mất thời gian của nhà văn, chúng tôi xin phép được đi thẳng về vấn đề luôn ạ. Trước hết xin nhà văn cho biết sơ nét về sự nghiệp sáng tác và công tác của mình được không ạ? Thưa quý vị khán thính giả, trước hết tôi cũng xin tiết lộ một ít thông tin về sự nghiệp văn học nghệ thuật của tôi trước khi viết cái quyển Đi tìm lời giải Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thì trước năm 1975 thì tôi đã có thời gian viết báo, rồi cũng viết nhiều thể loại, ở trong đó thì có là truyện ngắn, rồi làm thơ, rồi tản văn. Nhưng mà do nơi cái điều kiện mưu sinh thì sau năm 1975, đồng thời đó là cái thời gian từ năm 1978 đến 2027 đó, thì tôi cũng có tham gia với chính quyền ở địa phương, rồi cũng có một cái thời gian hai nhiệm kỳ là đại biểu Hội đồng dân tỉnh Cần Thơ. Chính vì những cái công việc đó đó, từ những việc mà làm kinh tế rồi phải cống hiến phục vụ ở trong cái cơ quan nhà nước, cho nên là tôi gác lại cái việc mà đam mê nghiên cứu về văn học nghệ thuật. Mãi đến năm 2007 thì tôi mới bắt đầu tập trung nghiên cứu về lĩnh vực văn học. Thì tôi thấy lúc đó thì con tôi cũng đã lớn rồi, gia đình có thể kế thừa gánh vác được những cái công việc thường nhật của tôi, cho nên tôi mới bắt đầu tập trung chuyển hướng qua lĩnh vực văn học nghệ thuật. Thì năm 2007 đó thì tôi cho ra đời đầu tiên một quyển sách. Đây cũng là một cái loại mà tôn giáo, thể loại tôn giáo, viết về lĩnh vực tôn giáo. Nhưng mà sau đó thì cứ mỗi một năm như vậy đó, là tôi cho ra đời một quyển, nhưng thuộc cái thể loại là phong tục tập quán, rồi thể loại là văn học dân gian, rồi ca dao tục ngữ, rồi lịch sử, rồi truyện ngắn, rồi bút ký nhân dân. Rồi đến năm 2023 thì tôi cho ra đời cái quyển Đi tìm lời giải Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Cái quyển này đó là tôi tập trung đầu tư, cái thời gian cũng kéo dài cũng gần 3 năm. Và nếu mà tính theo cái đầu sách đó, thì đến ngày hôm nay là đã thực hiện được trên 10 quyển sách in ấn, cái đó là sách riêng của tôi. Còn viết chung với bè bạn, với đồng nghiệp thì cũng khoảng gần 20 quyển. Tức là những cái tác phẩm mà viết chung cùng nhiều tác giả. Thì với một cái thời gian mà chưa được 20 năm, và với cái tuổi tác của mình hiện tại đó, thì mặc dù tôi làm công tác văn học nghệ thuật nó hơi muộn so với bạn bè, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là tội nguyện. Và hiện nay đó thì tôi là hội viên của Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ, rồi hội viên của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Cần Thơ, rồi hội viên của Phân hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, và hội viên của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhưng mà thuộc về lĩnh vực văn học ở Hà Nội, tức là cái hội của Trung ương. Tôi biết nhà văn đã có rất nhiều bài nghiên cứu về tôn giáo và tôn giáo bản địa, đặc biệt là quyển Đi tìm lời giải Đạo Phật Giáo Hòa Hảo xuất bản trong tháng 10 vừa qua đã gây được rất nhiều hiệu ứng xôn xao trong dư luận quần chúng. Như vậy thì
tác giả có thể cho biết cơ duyên nào đã đưa đẩy tác giả để thực hiện cái quyển sách nghiên cứu về tôn giáo rất đặc trưng này không? Câu hỏi mà bạn hỏi là động cơ nào tôi cho ra đời cái quyển sách Đi tìm lời giải Đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì tôn giáo mình hiện nay đó là nó có 16 tôn giáo chính và 43 cái tổ chức tôn giáo. Trong cái 16 tôn giáo đó thì đối chiếu rồi so sánh với trước năm 1975 đó thì rõ ràng là nó nhiều hơn. Đấy, mà đất nước chúng ta là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa, tức là cái trường phái về duy vật biện chính đó, nó đang ở một cái giai đoạn dài là ở giai đoạn thượng phong. Nhưng mà trái lại đó thì tôn giáo nó phát triển như vậy, phát triển mạnh như vậy, đó là một vấn đề cần phải chú ý để mà mình là đặt bút cầm cầm cây viết để mà thực hiện các cái tác phẩm về cái đề tài tôn giáo. Đó là cái nói chung. Rồi tôn giáo á, nó lại phát sinh những vấn đề, nó mang cái tính là cạnh tranh. Bởi vì khi mà tôn giáo cho phát triển nhiều đó thì tôn giáo nào cũng muốn thu phục tín đồ, mà từ cái thu phục tín đồ cho nên họ mới dùng mọi biện pháp để mà cạnh tranh, làm sao mà tín đồ chạy về nhiều với mình. Thì đó cũng là một câu hỏi mà để cho những người cầm bút người ta phải nghiên cứu để mà viết về cái thực trạng của tôn giáo. Còn đặc biệt riêng về cái Phật giáo Hòa Hảo đó thì phải nói rằng là nó có nhiều vấn đề mà chưa được giải mã. Trước năm 75 cũng vậy, rồi sau năm 1975 cũng vậy. Tức là còn rất nhiều quan điểm nhận thức trái chiều về Phật giáo Hòa Hảo. Thì đó cũng là một cái lý do để mà tôi tìm hiểu rồi tôi viết cái quyển mà nghiên cứu đi tìm lời giải của Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đó là lý do mà rồi, đó cũng là lý do. Rồi Phật giáo Hòa Hảo gần đây đó thì mặc dù cái số tín đồ có đông thật, nhưng mà nó có những vấn đề đó là người ta chú ý, người ta quan tâm, nó xảy ra từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tức là có một số tín đồ của Phật giáo, có một vài vị chức sắc của Phật giáo lại có những cái quan điểm nhận thức không tốt về Phật giáo Hòa Hảo, thậm chí là viết bài phát tán, rồi thậm chí là làm clip video nói không đúng về Phật giáo Hòa Hảo. Rồi ngược lại đó, Phật giáo Hòa Hảo người ta cảm thấy người ta bức xúc, người ta khó chịu, nhưng mà không kiểm soát được cái lời nói của mình, rồi lại là rất nhiều người lên Facebook, rồi lên YouTube để mà phản đối. Mà nếu phản đối theo cái kiểu mà ôn hòa với cái học với cái bằng cái biện pháp học thuật hay hoặc là tranh biện rồi phản biện nhã nhặn thì cái đó là nó rất là mong muốn xã hội cộng đồng người ta rất rất mong muốn để làm sáng tỏ giữa cái đúng và sai. Nhưng mà ngược lại thì không phải vậy, hình như là họ muốn kích bác với nhau để hạ bệ nhau. Có một số tín đồ quá khích. Quá khích, có một số tín đồ quá khích. Đấy. Cho nên chính những cái đó nó là yếu tố để mà tôi thôi thúc tôi là phải viết về lĩnh vực tôn giáo, mà đặc biệt là cái Phật giáo Hòa Hảo. Thì như bạn biết gần đây đấy, thì cái chỗ mà Thiền Tông Tân Diệu cũng có mặc dù chưa đi quá đà, nhưng mà giữa cái Thiền Tông Tân Diệu với Phật giáo Hòa Hảo cũng có xích mích, có những lời lẽ nó cũng có xích mích đấy. Thành ra mình phải đặt cái câu hỏi tại sao Phật giáo Hòa Hảo còn nhiều vấn đề như vậy mà chưa ai giải mã được. Tại vì họ tập trung, họ chỉ là khai thác cái lĩnh vực thuần túy thôi, còn những cái lĩnh vực khác đó hình như là bỏ trống đó. Cho nên là tôi viết cái quyển sách này là do những cái động cơ đó mà ra. Và thêm một câu hỏi nữa là nhà văn có phải là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không ạ? Đúng là cái thắc mắc này của bạn đó, câu hỏi này của bạn đó là cũng có nhiều người ta đã hỏi rồi.
Bởi vì tại sao lại là viết về Phật giáo Hòa Hảo? Có phải anh là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không? Đấy, thì tôi sẵn dịp này tôi cũng xin trả lời luôn là cái đời sống tâm linh của tôi đó là thờ cúng ông bà. Còn phương châm sống của tôi đó là đạo làm người, tức là cũng tu nhưng mà tu theo đạo làm người. Cho nên là tôi chưa nghĩ rằng mình phải quy y vào bất kỳ một tôn giáo nào hết. Nói tóm lại là hiện nay tôi chưa có là tín đồ của tôn giáo nào hết. Anh có tin Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật không? Cái niết bàn và cái địa ngục, hai cái đó thì tôn giáo người ta nói rất nhiều. Nhưng mà bản thân tôi và rất nhiều người, nói tóm lại là trên thế gian này là chưa ai thấy niết bàn, chưa ai hình dung niết bàn nó ra làm sao. Nhưng mà tôi rất tôn trọng các vị giáo chủ, bởi vì là các ông này là những cái người mà có những cái tư tưởng hướng cho quần chúng làm lành lãnh dữ, tức là cái tư tưởng chân thiện mỹ. Cho nên tôi vẫn kính trọng và luôn luôn nghiên cứu và dạy dỗ con cái tôi là phải hướng thiện theo cái hướng của các tôn giáo. Thế thì anh tin Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật hay không? Thì trước hết á, là tôi nói từ tấm lòng nha. Đức Quỳnh Giáo Chủ thật sự là một vị hoạt Phật. Một vị hoạt Phật, cái đó không có thể chối cãi. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo người ta nói là một vị Phật thì cứ tin là vị Phật vậy thôi. Thưa nhà văn, sau khi chúng tôi giới thiệu quyển Đi Tìm Lời Giải Đạo Phật Giáo Hòa Hảo thì nhận được rất nhiều bình luận trái chiều, nhiều bình luận sai chiều và rất nhiều nghi vấn, ngợi khen cũng có mà phản ứng gay gắt cũng có. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một số bình luận để quý vị khán thính giả cùng có nhận xét. Để tiện việc cho quý khán thính giả theo dõi diễn tiến tác động của tác phẩm này đến tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của người nghe, chúng tôi xin mạn phép tổng hợp số người theo dõi và những bình luận tiêu biểu. Chúng tôi tạm phân thành 3 nhóm đối tượng như sau. Nhóm 1, nhóm này thì chiếm đông nhất sau 15 ngày với tổng số lượt người nghe gần 40.000 người, nhưng không có ý kiến gì. Nhóm 2 thì cũng đông. Nhóm này biểu thị sự thích thú, thả tim, niệm Phật và có một số là bình luận mang nội dung cổ vũ, tán đồng. Tổng cộng hơn 1.000 lượt người tham gia. Còn nhóm 3 thì nhóm này không đồng tình, chiếm thiểu số rất ít, chỉ có 9 bình luận. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn mỗi video 1-2 bình luận tiêu biểu của nhóm 2 và 3 để quý vị khán thính giả cùng nghe để có nhận xét trung thực khách quan. Trước hết là lời bình chung của nhóm 2 cụ thể như sau. Phần 1, nickname Văn Tô Quỳnh 3906 thì viết: Quang hô kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo và nhà văn Đoàn Nô viết khá chính xác về đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nickname kênh Nông Dân Làm Giàu thì bình luận: Cảm ơn nhà văn Đoàn Nô. Có lẽ sau năm 1975, đây là tác phẩm về lịch sử Phật giáo Hòa Hảo có giá trị nhất. Còn nickname Kim Nguyễn Thanh 9445 thì viết: Người miền Tây kể về tôn giáo nội sinh Nam Bộ. Cảm ơn tác giả công tâm nghiên cứu Phật giáo Hòa Hảo. Cảm ơn kênh Tinh Hoa Phật giáo Hòa Hảo. Phần 2, nickname phim ngắn 4448 thì viết: Nghe rất hấp dẫn. Cảm ơn tác giả Đoàn Văn Nô. Một bình luận khác thì nói: Tôi rất biết ơn nhà văn Đoàn Văn Nô và kênh Tinh Hoa Phật giáo Hòa Hảo khi nghe được tác phẩm này. Quyển sách rất có giá trị trong thời điểm hiện nay, giúp mọi người có nhận thức đúng đắn, công bằng về Đức Thầy và đạo Phật giáo Hòa Hảo. Kính chúc hai huynh nhiều sức khỏe. Còn phần 3 thì nickname Kiều Ngân 9481 bình luận: Cảm ơn kênh Tinh Hoa Phật giáo Hòa Hảo. Anh rất thông minh và có thiện chí trong việc bảo vệ chính pháp. Những việc làm của anh rất đáng trân trọng. Với nhà văn Đoàn Nô,
anh đã nghiên cứu giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ đến nơi đến chốn bằng trí tuệ đạo đức và năng lực của người cầm bút. Anh đã thể hiện nội dung tác phẩm chân sát có chiều sâu. Chúc mừng anh, mọi người sẽ ủng hộ anh. Chúng tôi xin tóm lược ở phần 4. Nickname Ngọc Diệp 5434 thì gửi lời cảm ơn kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo. Một bình luận khác thì có lời kết luận như sau: một tác phẩm nghiên cứu chuẩn mực cần thiết cho mọi tín đồ. Ở phần 5, ở video phần 5 thì nickname Thai Tung Lê 6737 thì viết: quyển sách nghiên cứu rất công phu, lời văn trung thực khách quan, nêu được các biến cố lịch sử thăng trầm của đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Cảm ơn tác giả. Nickname Thi Chi 3677 thì có bình luận: cảm ơn kênh đã truyền chánh pháp, mong mỗi người con Phật Giáo Hòa Hảo giữ vững tinh thần đoàn kết, làm tốt đời đẹp đạo. Nickname Kiều Ngân 9481 tiếp tục bình luận sau khi nghe clip phần 5: cảm ơn nhà văn, anh đã có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về đạo Phật Giáo Hòa Hảo, lột tả được bản chất của sự thật, đó là đường hướng tu hành của đạo Phật Giáo Hòa Hảo và chủ trương tham chánh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Những minh chứng và minh định của anh rất thuyết phục, có lúc tôi không kìm được xúc động. Mong mọi người bỏ qua thành kiến mà hiểu đúng về đạo Phật Giáo Hòa Hảo và Đức Thầy. Tôi rất cảm ơn và có niềm tin vào kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo. Kính chúc tác giả và chủ kênh nhiều sức khỏe ạ. Ở clip phần 6 thì nickname Bao Diêu 8853 bình luận ngắn gọn như thế này: kênh rất ý nghĩa, rất cảm ơn chủ kênh và nhà văn. Còn nickname Thiên Sứ Mật Pháp 9758 thì phê vào tác phẩm chỉ một từ thôi, đó là chuẩn. Ở clip phần 7, nickname Trần Vina 9957 thì bình luận: tôi có phước mới gặp đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thầy nói, duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo rất dễ tu, chủ yếu là làm lành lánh dữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở clip phần 8, chủ yếu là dấu thích thả tim và niệm A Di Đà Phật. Còn clip phần 9 là phần kết thúc. Đây là phần phụ lục, cũng là phần cuối của quyển sách. Thì nickname Thiên Sứ Mật Pháp thì cho rằng bài viết hay quá. Còn nickname User IW5FU X4MQ4B thì bình luận: anh nói đúng, chuẩn đấy. Tuy nhiên cũng có 7 ý kiến phản bác. 2 ý kiến lạc đề không đi vào trọng tâm bài viết và 2 bình luận cục bộ thiếu văn hóa. Nội dung chính của phần chính là phần kết thúc. Tác giả thể hiện quan điểm về sự vắng mặt của Đức Thầy, biện dẫn nguyên lý của Phật giáo về thân tứ đại, đất nước gió lửa và chu kỳ sinh bệnh lão tử. Tác giả nhắc lại quy luật sinh tử đã có tiền lệ từ Đức Phật Thích Ca đến giáo chủ của các đạo khác như là Khổng Tử, Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma, Phật Hoàng Trần Nhân Tông của phái Thiền, của Thiền phái Trúc Lâm, Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Nguyên, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, hay Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc của đạo Cao Đài. Tất cả rồi cũng phải tịch diệt, phải bỏ lại xác cần để về với cõi tiên, cõi Phật. Trường hợp giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng vậy. Tác giả Đoàn Văn Nô dẫn lại những đoạn thi văn mà Đức Thầy thổ lộ nhằm minh chứng cho sự vắng mặt hay duyên tịch của Ngài, cụ thể như những câu: thương trần thế kể sao cho xiết, mượn sát trần bút tả ít hàng. Hay là: xuống mượn sát nhằm năm kỷ mão, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Ở đoạn khác thì Đức Huỳnh Giáo Chủ nói: sát trần để lại làng hòa, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lui. Rõ ràng, với những đoạn thơ nêu trên, cho dù là người trong hay ngoài đạo, người trong hay ngoài đạo cũng đều hiểu Đức Thầy chỉ mượn sát của người họ Huỳnh để quá độ chúng sanh thời mạt pháp, mà di sản để lại của Ngài chính là kho tàng giáo pháp học Phật tu nhân mà người tín đồ đã và đang ra sức thực hiện. Chính tư tưởng và giáo pháp của Đức Thầy mới là sự trường tồn bất diệt. Không đoạn nào tác giả nói Đức Thầy bị giết,
đó là giọng lưỡi của những người ngoại đạo bằng hành vi gắp lửa bỏ vào tai người. Ngoài ra, phụ họa với những giọng điệu cực đoan cổ vũ cho sự thù hằn, cũng có một vài lời bình khác cũng hết sức khiếm nhã thô tục, hoặc là nói theo kiểu phan ngang bữa củi như là Hòa Hảo nói láo Hoàng Tiện, vân vân. Thế thì nhà văn có nhận xét gì về cái ý kiến này không ạ? Thật sự mà nói là tôi cũng không có quan tâm đến những lời bình luận khó nghe, bởi vì họ có khi không hề không đọc, không nghe hết cái clip ở Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo người ta đã đọc, là những cái lời đó đó nó không mang tính xây dựng, rồi nó không đi vào cái mong muốn là trao đổi học thuật, phản biện nhằm mục đích để tìm ra cái mẫu số chung. Cho nên là trả lời thì tôi thấy không cần thiết. Tôi chỉ cảnh giác thôi. Có thể đó là cái những người mà trước đây họ có cái ân oán, có dụng ý là làm cho tác giả chán ngán mà xa lánh đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Theo tôi, những lời bình như vậy chưa hẳn là của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chân chính. Cũng có thể là những tổ chức hay hoặc cá nhân trước đây họ có ân oán với Phật Giáo Hòa Hảo, hoặc đã từng có những cái lời lẽ chống kình nhau giữa cá nhân tổ chức của họ với đạo Phật Giáo Hòa Hảo, với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nên họ vẫn còn uất ức và ấp ủ hận thù. Có điều là chắc chắn là họ quên đi cái luật nhân quả của nhà Phật và pháp luật của nhà nước luôn mở rộng cánh cửa để đón họ. Kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hòa Hảo nêu lên những vấn đề trên để tổng hợp thông tin đến quý khán thính giả thời gian qua đã bỏ công sức theo dõi tác phẩm, chứ thật sự mà nói là chẳng hề bận tâm đến những lời bình vô trách nhiệm của đối tượng thiểu số này. Kênh không quan tâm đến những bình luận khó nghe, kênh chỉ quan tâm những bình luận có văn hóa. Đó là thành công của tác giả khi thực hiện đề tài thuộc lĩnh vực tôn giáo. Mong muốn của kênh Tinh Hoa Phật Giáo Hảo là những người bất đồng chính kiến hay có những nhận xét trái chiều hãy công khai minh bạch tranh biện theo xu hướng tích cực về nghệ thuật, để những dị biệt, những bất đồng sẽ sớm xích lại gần nhau hơn. Kính chúc quý vị hạnh phúc và thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.